là con gái phải xinh. Vậy làm sao khi anh đã yêu em nhiều như thế? Muốn kề bên em tôi mỗi giây lại ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò, làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa? Chẳng may đường về chưa đông đã xe, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù trắng sang trong nhưng chỉ cần được bên em để xe chia, và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vậy tìm được nhau phải đâu theo chồng, nước mắt tôi ngập cả cánh đồng, tôi tặng